bạn ha. Đây là một cái sắc hoa của mình nè, để mình có thể bán hoa cho Tết đó. Rất là nhiều loại hoa đẹp luôn. Chào cô chủ. Xin chào phụ con. Hôm nay con tới để mua hoa Tết đúng không? Dạ đúng rồi. Con muốn mua hoa gì? Mẹ con nói mua nhiều thì mình sẽ nhà mình sẽ đẹp. Đúng rồi. Bây giờ con sẽ lựa nha. Mẹ ở đây có rất là nhiều hoa đẹp. Nhưng hoa này chỗ này mát quá thôi. Bây giờ con sẽ tự cắm hoa được không cô? Được, ở đây cô có sẵn 3 chiếc bình để con có thể thử cắm hoa đó. Con cũng có thể cắm được 3 chiếc bình luôn. Con sẽ chọn 3 chiếc bình này để con cắm. Con nghĩ là con sẽ cắm cái loại hoa này. Cắm loại hoa đó hả? Rồi đây. Có 5 cắm. Hoa này với loại một hoa nào thì mới đẹp nữa cô? À, thường là mấy cái hoa nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Không, vậy con nghĩ lấy mấy cái hoa nhỏ để con cắm cái bình nhỏ. Được chứ, con cũng có thể lấy được cái lá đỏ như thế này. Dạ. Cô ơi, lá này lạ quá cô ơi. À, đây là cô nhập từ nước ngoài đó, đẹp lắm. Bạn thắc cô, biết cái này đi, cái này đừng phá. Thôi không hợp. Thôi con nghĩ là con cắm gì được rồi. Lấy cái này luôn nè. Vậy hả? Được đó. À, bây giờ mình đã cắm xong một mình này rồi nè. Mình cho mình có thể cắm vào đây được không đó. À, thì con có thể lấy mấy cái hoa nhỏ này cắm trong kia cũng được. Có mấy cái hoa nhỏ nhỏ này nè. Đây. Đẹp quá cô ơi. Mấy cái hoa này thì con mua để Tết mà cô bán có rất là nhiều hoa luôn á. Các bạn thấy đẹp chưa? Hay là mình nghĩ là cho một bình hoa này, hay là có mình thấy mấy hoa này của ta. Hoa gì được rồi. Bây giờ cái chậu này, cái đó là chậu lớn nên là chắc cũng một với mấy cái hoa lớn. Các bạn ơi, mình chọn cái cây nhập từ nước ngoài, mình sẽ cắm với cái chậu màu đen này cho anh đẹp. Thì cô còn có mấy cái hoa này cũng đẹp á. Dạ. Đẹp quá hả? Mấy cái hoa này là mấy cái hoa rất là xinh, cô bán mới nhập á. Bây giờ mình sẽ bỏ cho vào đây. Cô còn mấy